Xin chào các bạn khán giả của S Channel, chúng ta đang quay trở lại với gặp nhau cuối ngày và mỗi buổi tối. Và trong ngày hôm nay 20 tháng 4 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Và tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay 20 tháng 4, trong ngày hôm nay thì Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research đã công bố nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt cả khi sử dụng khẩu trang và đã trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ này. Được biết thì mô hình học sâu là Deep Learning đã được áp dụng để nghiên cứu công nghệ nhận diện ổn định cả khi sử dụng và không sử dụng khẩu trang. Mô hình Deep Learning sẽ được trích xuất các thông tin có giá trị trên một phần của khuôn mặt và nhằm nhận diện ngay cả khi người dùng có sử dụng khẩu trang. Kết quả nghiên cứu cho thấy thì khi giả lập đeo khẩu trang, hệ thống nhận diện của VinAI đã đạt được độ chính xác tốt hơn đáng kể so với những công nghệ hiện tại trên thế giới. Và điểm ưu việt của công nghệ nhận diện do VinAI phát triển là một thuật toán và cũng là một cách sử dụng công nghệ nhận diện dẫn đến hiệu quả ổn định và có độ chính xác cao. Và đặc biệt là hệ thống nhận diện do VinAI phát triển đơn giản, chỉ sử dụng thông tin từ camera thường và không cần đến các cảm biến phụ. Và đây là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho giá thành của sản phẩm sẽ không cao lên và có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống camera đã có sẵn, và sản phẩm thì có thể áp dụng rộng rãi vào các hệ thống chấm công, hệ thống xác thực cho các tổ chức và doanh nghiệp. Và bên cạnh kết quả trên thì VinAI cũng đã hoàn thành giải pháp tự động giám sát đeo khẩu trang trên camera, và giải pháp này thì có thể hỗ trợ tích cực trong việc quản lý giãn cách và ứng dụng khi mà các tổ chức, các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và sản xuất sau mùa dịch bệnh này. VinAI cho biết là họ đang sẵn sàng để cung cấp công nghệ nhận diện mới nhất này cho các đối tác vì mục đích phục vụ y tế cộng đồng, và đồng thời thì họ cũng sẽ cung cấp miễn phí công nghệ nhận diện khả dụng khi đeo khẩu trang này cho cộng đồng để nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh. Tin tức số 2 có trong ngày hôm nay. Mới đây thì một thanh niên mặc áo màu vàng được cho là màu áo của thương hiệu Bi đã có hành động đồi bại với một cô gái vô gia cư có dấu hiệu tâm thần bất ổn. Và cụ thể là khi quan sát video thì có thể thấy nạn nhân có biểu hiện không giống người bình thường và có dấu hiệu của một bệnh nhân tâm thần nhẹ bị một tên biến thái ép thỏa mãn cơn thú tính của mình. Và trong đoạn clip thì nạn nhân chỉ biết kháng cự và không biết cầu cứu mọi người ra sao. Sau khi ép buộc thành công thì người đàn ông này đã tát nạn nhân và thậm chí là còn mở cốp xe ra lấy dao để đe dọa. Và đứng trước vụ việc này thì hãng xe công nghệ cũng đã ngay lập tức lên tiếng về vụ việc này. Đại diện của Bi đã cho biết, qua xác minh ban đầu thì biển số xe xuất hiện trong đoạn clip không thuộc bất kỳ một tài xế nào đăng ký với Bi trước đó, nên là Bi không thể xác định được đây có phải là tài xế của hãng xe công nghệ này hay không. Và hiện tại thì phía Bi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu thêm về vụ việc này, và nếu như có phát sinh gì thì sẽ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng nếu như được yêu cầu hợp tác điều tra. Còn về phía người quay đoạn video này thì anh cho biết trong 1 đến 2 phút đầu thì người đàn ông đã không sử dụng bạo lực mà chỉ đứng để sàm sỡ cô gái. Khoảng 3 phút tiếp theo thì mới bắt đầu có hành vi bạo lực. Và đến phút thứ 6 thì cảm thấy không đủ bằng chứng để truy cứu người đàn ông này nên anh Hát đã dừng video và truy hô và đồng thời đi báo án ngay sau khi vụ việc xảy ra. Tin tức số 3, nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh thì cây ATM mì tôm đã lại được thành lập ra để phát mì tôm miễn phí và kèm theo trứng gà cho những người nghèo tại thủ đô Hà Nội. Và được biết, ý tưởng cây ATM mì tôm thì được ông Hoàng Thanh Tuấn, là bác sĩ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cùng với bạn bè và đồng nghiệp của mình đã chung tay để quyên góp và thành lập nên. Bắt đầu triển khai từ ngày 17 tháng 4 cho đến nay là đã sau 3 ngày đi vào hoạt động thì cây ATM mì tôm này đã đưa được đến tận tay bà con hàng nghìn gói quà. Người dân khi mà nhận được nhu yếu phẩm đều phải tuân thủ các bước phòng và chống dịch Covid-19, ví dụ như là xịt khử khuẩn toàn thân, sát trùng tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Ngoài ra thì mỗi người khi nhận đồ đều phải xuất trình giấy tờ cá nhân để phòng trường hợp là có những người nhiễm bệnh thì cơ quan chức năng còn dễ tìm kiếm. Và các thành viên trong ban tổ chức yêu cầu người dân đứng cách nhau 2m để đảm bảo việc giãn cách xã hội. Và theo như ban tổ chức của chương trình chia sẻ thì họ dự kiến sẽ trao khoảng 2.600 thùng mì tôm và 10.000 quả trứng gà cho người dân. Về sau thì số lượng mì tôm và trứng sẽ càng ngày càng tăng lên do các nhà hảo tâm sẽ cùng quyên góp. Và đến thời điểm hiện tại thì số thùng mì tôm đã lên tới 6.400 thùng, tức là gấp 2,5 lần so với số lượng ban đầu. Chương trình thì sẽ được kết thúc khi mà ban tổ chức trao hết quà. Bên cạnh đó thì theo thông tin từ ngày 20 tháng 4, tức là ngày hôm nay, thì tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết cả nước đã có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, và trong đó thì có 2 công dân là người nước ngoài và 3 công dân là người Việt Nam. Như vậy là tính đến nay thì Việt Nam chúng ta đã điều trị thành công cho 207 ca bệnh trên tổng số 268 ca được ghi nhận. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay.
Theo đại diện lãnh đạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thì mới đây rất có thể là cả hai thành phố này sẽ được giảm mức độ giãn cách xã hội nếu như tình hình được kiểm soát tốt. Cụ thể là theo báo cáo từ Thủ tướng về tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là ông Ngô Văn Quý đã cho biết, tại ổ dịch Hạ Lôi, huyện Mê Linh đang tiếp tục được khoanh vùng và cách ly thôn Hạ Lôi theo đúng quy định, và thành phố thì cũng đã tiến hành xét nghiệm cho 12.673 người ở Mê Linh và phát hiện ra 5 ca dương tính, 12.668 ca âm tính. Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 có 734 trường hợp tại ổ dịch Hạ Lôi và chỉ có 7 ca dương tính ở giai đoạn trước và 727 ca âm tính hiện nay đã được cách ly tại các cơ sở tập trung theo đúng như quy định. 1.793 người liên quan đến chợ hoa Mê Linh đến thời điểm hiện tại đều âm tính. Và về ổ dịch tại thôn Đông Cứu thì đến nay 50 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1.196 người trong tâm ổ dịch cũng có xét nghiệm âm tính. Theo như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn đã được kiểm soát tốt, nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng cũng đã giảm dần. Và theo ông Quý đề xuất thì đến ngày 22 tháng 4 tới đây, nếu như không có ca nhiễm mới nào và các ổ dịch tiếp tục được kiểm soát thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia có thể nghiên cứu để giảm mức giãn cách xã hội ở thủ đô Hà Nội. Theo như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã đề xuất tương tự giống như thủ đô Hà Nội và kiến nghị lên Thủ tướng sớm có chỉ thị để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế. Tại hội nghị thì ý kiến của các bộ ngành cũng đã được đồng tình với việc giảm mức độ giãn cách xã hội ở thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và tùy vào tình hình thực tế để gỡ bỏ dần các biện pháp giãn cách mạnh mẽ trên tinh thần là không chủ quan nhưng mà cũng sẵn sàng để phục hồi sản xuất kinh doanh. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong Gặp Nhau cuối ngày 20 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.